Thế cả nhà mới đẩy. Bảo gọi bao nhiêu cuộc vẫn mà chưa thấy về luôn. Hôm nay cả nhà mình đi tảo mộ của đứa em út mất cách đây 4 năm mọi người ạ. Mất cả miền ạ. Chân hay. Hả tao? Giết thung hiu em chẳng chỉnh quật. Sáng nay có thêm mưa phun phun một tí. Nên là các người mang đi tảo mộ. Mọi người, người đây tảo quật đi chân khải luôn. Ở đâu là mình ở đấy? Năm ngoái cất ở đây. Đấy, đấy. Có đâu? Có năm ngoái có chai nước hoa của Thu kia. Đấy. Đây, chai nước hoa vẫn ở đây. Chai nước ngọt này. Đây chai nước hoa này. Ở hôm nay Thanh Minh các cháu đến tảo mộ cho cô. Thôi, mệt lắm rồi. Bẩn lắm á. Đi xa. Người giao đi tảo mộ là đi xa như này đó. Toàn là rừng núi thôi, chả có chỗ nào mà quang mà bằng cả. Mệt vơ. Cái này thầy. Cho mẹ. Đông lắm. Đây mới chỉ là một phần con cháu trong nhà thôi. Nhà mình đông con cháu lắm. Một mẹ đẻ được 10 đứa con. 10 đứa con lại đẻ ra những đứa con lại những đứa cháu lại chắt chút chít nhiều lắm. Xin chào, xin chào. Công là bụng to nặng là đi chậm.
Mi ơi, ai nhầm. Thế mày bảo hôm trước. Ngày qua ngày lúc nào đấy không biết là con không kịp đi để đặt cho cái đi ấy. Ê, có mấy trăm nghìn thôi mà quên đi. Hôm nay công nhận nó ôi thật. Ôi quá ôi thật. Để các thầy cúng này cũng qua đi xong rồi các cháu ăn cao. Năm ngoái là có mỗi thằng Tú ơi cái chi là cao được thôi. Ai khỏe như chị đâu. Mà là ai khỏe như chị đâu. Tí về tìm cái kia. Chơi cam, chơi cam. Đâu đâu bỏ thần tiên đôi nhỉ. Không đi suốt. Chỗ nào cũng phải chui đi bỏ. Bên này nó bãi nằm ở bóng bãi ốm đau. Chỗ này trong quần cắt điều này. Nhưng mà. 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 Nhưng quốc xung quanh ta đắp phải cùng ngoài mình. Nói em chỉ nhổ được lên đấy. Hàng đắp phải mình. Các cháu về làm nhà. Không cao đâu Hương ơi. Lấy ở xung quanh đắp vào thôi. Đắp thôi Hương ơi. Đông người thế này thì cào quốc xung quanh này xong là đắp lên thôi. Con gì? Con này á? Gì đấy? Này là gì đấy? Gì ơi, gì? Các cháu về thăm gì nhá? Gì nhá? Gì thấy đông quá. Ồ, đây này phải ơi đi à. Nó kéo đi. Ờ, không đi đâu. Đi với quần mua đông lao mất quần mua. Được cả gì à? Đang nhìn đấy à? Thương lắm á. Ừ. Chẳng thế. Mấy gì cháu ngày xưa ăn ở với nhau đó. Vì chẳng không thấy nhau nữa đó. Thấy như thế này đó. Còn bệnh tật biết làm nào đó. Chuyên hay. Chẳng mỗi tuổi là vua năm nay tao còn cháu về đây thăm gì rồi. Dạ con ấy kìa. Bà Châu ạ. Nó đang ấy kìa. Bà Châu nhá. Bà yên tâm nhá, bà yên tâm ăn nghỉ nhá. Ờ, đây quốc xung quanh này đắp lên thôi, không cao ở dưới. Thất bại rồi à? Mà mình thấy thấy nhau lắm. Quốc cho nó rộng ra hướng ngay không cao hướng đấy đâu, mình mang dao đi là chẳng ấy gì nhỉ. Quốc xung quanh đây. Ờ, đấy, quốc như thế đâu. Quốc như tôi thường đây hướng ấy, quốc nhiều vậy để đắp lên cho nó rộng to vào. Ờ, cái chỗ này sao lại bị lõm xuống dưới thế nhỉ? Ruột bới. Ruột bới đâu, chắc là châu giống ấy. Năm ngoái có hạ thổ một cái bình rượu đấy. À đâu? Ở đuôi, ở đằng chân. Để xem ở chỗ nào còn nhìn thấy không? Xem con tìm thấy cái chai rượu hạ thổ. Thế ở nai mà. Nhẹ thôi, lấy cái dao gõ thế tí nó trúng là nó chặt thủng đi ạ. Coca đấy, cái chai trà xanh không đổ hay sao ấy. Đây. Lô lấy cái kia. Nó cả ngon em biết tụi. Nhiều quá mà. Ấy, nhiều vậy này. Mất tiền hàng nhưng mà nó mí. Nó không hiu thì nó cua bún. Nó mặn hết cái trò. Cô ca phải biết chén này. Biết tí quá. Ngành. Không chay, nó lỏ đấy. Hạ thủ. Hạ thủ. Đấy, bãi bên kia là của ai nhỉ? Không, chân mình từ bãi cho quang kia thôi, nhìn thấy kìa. Không bảo nó đào cô bấu. Ừ, chiếm hai xiềng của nó đồng mô nó mỉ. Giết cái chẳng có non trà xanh không đủ á. Ơi, nó mọc cỏ nhanh nhỉ. Mọc lan dày hết, nhìn con không biết. Máy còn có cái cây này để đánh dấu nha, không thấy. Nhẹ thôi nó thủng đấy. Thử làm ngủ xem. Chứ không có hỏng đâu. Đã bảo rồi. Cái thì kinh nó bảo đảm thôi. Mà thủ biết của nó tận đây mà. Có báo đấy. Biết nghe thì không? Đây thì cũng có lúc cái lá còn nó có nhịn. Nào, bắt chữ. Đây cả cục quất lá là mình cứ biến thành một con. Đây, mua cái lá này. Cậy ở đây lên xong rồi. Đào cái đít của nó đã. Ê, nhẹ thôi. Ê, ba này, tung. Đi ra qua, đắp đầy cái thủ. Đi ra, đắp đầy lá xong rồi. Đắp đầy lá xong rồi, đặt hoa đây. Nó đi rồi. Cái lỗ.
Đây, mùi đây. Ôi, xin hai. cứ nhớ là có một lọ mà, không biết cái lọ gì đấy. Nữa này gửi một lọ đi. Phải cao như cơ này này. Cao như thế xong là đắp lên. Cao to và năm nay có nhiều con cháu thế. Đắp cho bà thật đẹp đắp, vào. Đắp cho nó to vào đi. Cao nữa, rộng nữa đi. Đắp cho bà cái nhà thật đẹp vào. Mình hay đắp mình Trung Quốc. Mình cứ căng cái này của mình thấy Trung Quốc rồi. Ờ, mình đắp mình có lửa. Cứ gương lên tao. Năm nay cô uống bầu húc tẹt gà. Ở đây quả nhót nữa cô thèm lắm. Một canh cay hảo hảo. Một canh hảo hảo để cho chấm nhót luôn. Chu đáo thơm ngọt ngắt. Thế là được rồi. Các cháu phải thế. Nhà đông con đông cháu phải thế. Mỗi người một cái nhá nhỉ. Phía lấy áo chị với. Sao lúc nãy không đổi cái nón vào rồi để sao làm mượn mượn tạm của cô Châu về. Đâu đúng. Bắt đầu khoa khoay. Khoay. Mua cho thế là đừng có được. Mình chưa thắp hương chưa. Đúng, má mà thì nhủng ta bay nè. Cái tu bóng ra. Mở ra la sao không mang. Lấy cái cây ấy. Đồ mình mang đến rồi mở ra. Để cây. À đặt lên cái tu bóng là được đúng không? Cái tu bóng là được mà. Bật đi. Bật đi, em bật đi. Đấy chị toàn móng hút này. À, rồi nắng lắm, trói lắm. Ăn lùng tìm hen in thản chứ ta hả? Nãy không cầm theo cái mâm về trên. Năm nay các cháu lấy tiền về cho nhiều như này thì gì thoải mái, đi thành phố, đi ra, đi du lịch Nhật Bản nè. Đi Đài Loan mà Đài Loan đang động đất, không đi đâu nhá. Đi Đài Bắc à? Đi. Đi Đài Bắc đang động đất không đi đâu nha gì nhá. Đi Nhật Bản, Nhật Bản nó cũng nguy hiểm. Người rất nhiều, người rất. Ừ. Đi xuống Bắc Linh thôi. Người mở một chai bò húc đi. Đi khu công nghiệp thôi. Tiền này là để gì đi? Ôi tiền đẹp thế nhỉ. Tiền này là để đi Bắc Ninh thôi, đi Nam Định thăm con thôi. Không đi Trung Quốc, không đi nước ngoài được đâu. Nhiều tiền lắm. Cái nó mỗi ngày làm một tí lọc cơ. Ừ. Nó tẩy trên xiềng nhàn khơ nó ổ. Nó mặt nó ổ. Ờ. Sao mà nó giống y chang tiền thật đấy nhỉ? Cái tờ này. Đây gì nhá, gì khác gì uống nhá. Đây cầm một tờ tí nữa đi ra quán. Tí nữa hồi còn đấy thì gì uống coca đấy. Ờ, chuẩn. Khác nói chứ. Đến thăm gì, sửa nhà cho gì, mang cái gì đến báo hết đi. Ừ. Khai báo. Thì bà con này. Dì Châu à, cháu từ bên Trung Quốc về đây. Trung Quốc mua ít đồ hoa quả về thăm dì. Đây có nước, có bánh, có hoa quả. Nước ngọt là sở thích của dì. Nước ngọt là sở thích của dì, có quả chua, quả ngọt, có cả muối. Dì ăn xong rồi dì chấm cả bột canh hảo hảo nữa. Món sở thích. Dì ăn xong rồi đó. Dì phù hộ cho các con, các cháu. Phù hộ ra. Đi kiếm tiền thì được nhiều tiền này, đi ra đường thì may mắn không được cho đụng xe này, ngã này. Ờ bác à, phù hộ cho ai cũng khỏe mạnh nhá. Ừ. Đây mũ nón của ở trường nhàm này, mà của anh này. Mua cho này. Cái trường nhàm này đi. Lúc nào cũng quan tâm đến. Đâu còn cái gì nữa đâu nhỉ? Ngứa. Cái này là cái bộ đồ à? Bộ đồ. Mẹ bảo là có mỗi bộ đấy nhìn được. Vâng, vâng, bác cứ ngồi trước đi nhá. Cái bộ đồ. À, tiền tí nữa. Tí nữa đốt tiền sau nhỉ?
Để thắp hương đã xong đốt tiền. Đợt này là gì thoải mái đi nước ngoài nhé. Nhưng mà đi đâu thì đi không được, đi Đài Bắc nhá, đang động đất nhá. Gì đi được các nước chứ, cho nhiều tiền là cho gì đi các nước chơi đi du lịch chứ sao à? Ngày trước gì thích đi Trung Quốc. Ngày trước gì thích đi Trung Quốc, hôm nay cho mang tiền lên cho gì để gì đi Trung Quốc chứ gì á? À lấy cái hương muối. Nào cái hương nó đi thì đi cùng nó. Lấy cái hương muối về đấy. Ai biết. Đâu? Nhầm. Nhầm. Lấy cái vỏ vớt ta tiêm nỉ chị ạ dài. Mai hay nhung vỏ em. Lấy cái vỏ túi bóng kìa. À do đi xa quá nên là sáng nay cũng đi nhiều người của các ông các cụ rồi đến các bố nữa, các mẹ nữa ấy. Xong rồi các cháu quên luôn cả mâm luôn. Mong tất cả mọi người xem hết sức thông cảm cho các cháu. Bày ra đây cây cỏ cũng sạch thôi. Muốn bắt con người lại hiếu hương ấy. Tiêm mày hả? À? Năm ý, tiêm tụi mày. Tiêm mày luôn. Hả? Mấy mốc in đi, tiêm in. Để thêm mùi sấy đông. Nước của chị Hiên hay sao ấy? Con cũng đi thắp hương cho gì đi con. Kia một bó kia. Chia nhau đấy này. Chia nhau đi. Thủy à, chia à, đi thắp hương. Cháu ơi. Sao mà nó nắng nắng đến đến nỗi mà oi chóng hết cả mặt đấy nhỉ? Dì ơi, hôm nay các cháu về sửa mộ cho gì? Hương cho gì? Đây toàn bộ là dì phù hộ cho con cháu. Các cháu không biết được. Kiếm được thật nhiều tiền nhá gì nhá. Có mối bà Mùi là chị gái nên là người ta ở dân tộc ấy. Dân tộc là người ta kiêng người lớn tuổi hơn là người ta không cho đi tảo mộ của bà Mùi mất lòng em ít à? Tuổi. Đúng mấy giờ bà Mùi lòng kia này. Đi lọ nước hoa của em ấy. Lấy này, nó lọ nước hoa mà thì bán một thùng cái lủng này mà. Cái con chịu rẻ mất luôn. Cho nó cháy hết đi không nặng là không mang đi được đâu. Cái này mình nhìn thấy như thế là gọi là cháy hết rồi nhưng mà ở riêng với gì là phải cho nó cháy hết sạch đi. Cho cháy hết đi. Kiếm cái que về để rửa cháy hết đi. Thấy, thấy chưa? Mà ngó. Có khác không? Cái rượu rượu hạt thủ. Nia cho ta. Cơ. Rượu hạt thủ uống nó có khác không? Tu hốt xong hạt thủ ô nó mất cái hạt thủ này. Ha, thử xem. Bây giờ lại mời bà Mùi Blog cùng em gái một chén rượu. Đậm không? Đậm ra bản sắc dân tộc rất đậm. Ăn xong say luôn, uống xong say luôn. Thử thử một một ngụm xem rượu hạt thủ như nào nhé. Cái túi này đựng nước quả. Làm quả. Sút 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 nhọt cái. Bắn hết đi. Ôi trời. Này rác à? Nhiều nát lóng như đầu. Này, cảo này. Nó ba pha hiểu ni cá vô láo mi nhìn đom hùng đom ơi. Bên cái cảo tao này cả này. Này. Này, à? Mắt tay đây, này, con này, con cơm đi. Rồi các cháu lại đi về đây. Diễm Hiếu mới hề nữa. Thế ngồi đây ra đi đâu? Hay là dì lại mang đi giấu? Dì không cho cậu về rồi. Con hình năng cho tấm Hiếu á. Cậu mì mất dép rồi. Đi lắm. Đánh đánh mẳng đình kề mèn mai hả bằm pèn. Cả nhà lên cậu ăn cơm nhá.
lại cơm á. Lên núi rồi lại xuống núi. Thế là mất mất tích à? Như thế thì chẳng khác gì đốt cho cả thiên hạ cùng hưởng. Nó có phải là đi như mình đâu. Của nhà nào về đấy đi đâu nhỉ? Tôi vừa nghe được tên thằng người thân này thì phá nản nhưng không có phá không tập. Giết nhau giết tổ mình tổ tài giết như đuổi chỗ á. Muốn đắt đi con mày. Đi con hả? Gì con mà chuyển đông vô kết. Giết đắt cắn đi con gì? Cái chỗ mổ vừa nãy đứng nhìn chả thế đâu nữa. Tít trên đồi kia. Thích ăn hôm nào đi lên bãi của dì đi vặt đi. Có nhiều lắm. Sao lại vặt ở đây đó. Loại này nó ngọt hơn rồi. Nhưng mà tổi dì ở trong bãi kia nhiều. Cầm cái xô nhỏ lên là hứng. Vặt một hồi về ăn đủ. Ờ, nhiều quá thế nhỉ. Nó làm vẫn rồi nhưng mà nó vẫn không quên. Nó vẫn nhớ đến cô chú đấy. Thế thì mới bảo bùa thì anh em con cháu trong nhà xin. Mà bác thấy thủ hiểu thì hiểu thì xin đi đi chuẩn bị thẳng thôi. Thẳng thôi lại. Buổi thẳng đấy xin ạ. Hô bị hô ra. Đơn giản. Sợ lắm. Đây này là cây bầu đất. Chỗ mình thiếu gì. Ê, chỗ mình nhiều lắm. Cây không cần đâu. Cái này á, ai mà không có ý định để nó thì đừng có mà nên ăn vào là chúng nó dùng dụng ầm ầm. Tại vì nó ăn vào là nó nhiều nước mà. Nên là nó phải dùng ầm ầm. Cái gì đấy? Ôi, cháu đi về đã. Cái thằng Trung Quốc này không đi nổi rồi. Ơ, thì thằng Tâu. Quân, ờ nó mình cứ xe của mình để tít ngoài kia. Đúng là các bán này nó đi siêu thật. Ừ. Ơi. Ấy ủa, nó đi xe vâng. Bay qua đâu? Bay đâu? Anh Tố. Nhà này nhà của bố chồng chị Sâu kia đó. Sâu ấy, Sâu Cương ấy. Lán thôi. Nên là lán thôi. Nói chuyện ấy. Buồn thế nhỉ. Đâu, ơ nhỉ. Có cả con xe đổ dưới. Cái xe đấy nó đi kiểu gì mà. Ôi, 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 ôi. Vừa đi vừa bấn. Ôi, cái thằng Việt Nam này, nhờ cái thằng tàu này à. Ôi, lô. Nhặt nhiều vào là một ngụm. Tất vì mình ngoay ngoay. Điều nhộp nhộp nè. Quả nhiều thế. Dọc hai bên đường chỗ nào cũng toàn quả. Video mình đến đây thôi. Tạm biệt cả nhà nhá.